Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trên bảo dưới chưa nghe, tỉnh thành vẫn nghiên cứu quy định đi lại. Nghị quyết 128 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời trong bối cảnh ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đang tiếp tục giảm. Tuy nhiên, các địa phương đã trở thành các tiểu bang hoặc các khu tự trị bất tuân lệnh của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu mở cửa để giao thông và mở cửa quyền đi lại cho người dân giữa các tỉnh thành. Hầu hết các báo đều ghi nhận tình trạng loạn xú quân và mỗi nơi một kiểu. Cơ bản là không có địa phương nào chấp hành theo lệnh của Thủ tướng với nghị quyết 128 vừa ban hành được rất nhiều người ghi nhận là tiến bộ và thông thoáng. Đây là hình ảnh hầu hết các báo đều ghi nhận tình trạng mỗi địa phương áp dụng một kiểu cát cứ khắp nơi, khiến cho người dân vẫn bị ngăn cấm đi lại và chính phủ cũng đau đầu vì loạn xứ quân. Nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay cho Thủ tướng có hiệu lực từ ngày ký ban hành 11 tháng 10. Theo nghị quyết, các địa bàn chia thành 4 cấp độ dịch bệnh gồm cấp 1 tức là nguy cơ thấp, bình thường mới, màu xanh, cấp 2 là nguy cơ trung bình, màu vàng, cấp 3 là nguy cơ cao, màu cam và cấp 4 là nguy cơ rất cao, màu đỏ. Người dân được đi lại từ cả 4 cấp độ nguy cơ với người đến từ địa bàn cấp 3 theo điều kiện về tiêm vaccine, xét nghiệm, người đến từ địa bàn cấp 4 hạn chế đi lại. Nghị quyết 128 nói các tỉnh, thành có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Tuy vậy, ngay chính báo chí nhà nước cũng phê phán rằng những ngày qua việc đi lại vẫn chưa được tiến hành giống như nghị quyết 128 đã đề ra. Theo tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 10, nói rằng trên thực tế mấy ngày qua việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ. Báo này cho hay An Giang vẫn yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải xin phép. Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết hiện nay các quy định cũ vẫn thực hiện, dự kiến tuần sau mới triển khai theo tinh thần của nghị quyết 128. Đến hết ngày 31 tháng 10 thì Vĩnh Long vẫn duy trì các biện pháp giống như khi áp dụng chỉ thị 19 của chính phủ với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, cách ly người ra vào địa phương. Đây là hình ảnh An Giang vẫn duy trì 3 chốt trên quốc lộ 91, giảm 1 chốt so với trước đây. Các đoàn xe vẫn ùn ứ trước chốt kiểm soát này. Tờ báo Tuổi Trẻ nói rằng tại Hải Phòng vào ngày 15 tháng 10, nhiều người dân đến từ Hà Nội phản ánh tại chốt kiểm soát lối ra vào đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Dù tiêm đủ liều vaccine vẫn bị yêu cầu quay lại nếu không muốn thực hiện biện pháp cách ly tại nơi cư trú. Còn tờ Thanh Niên thì ghi nhận ở Thái Bình, đến chiều ngày 15 tháng 10 vẫn chưa triển khai thực hiện nghị quyết 128. Người đi vào địa phương này vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam chưa áp dụng theo nghị quyết 128, lý do đang nghiên cứu, chờ tham mưu, hướng dẫn, v.v. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 16 tháng 10 thì tường thuật như sau. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngoài một số hoạt động giao thông đi lại liên tỉnh. Đề cập nghị quyết 128, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang nghiên cứu để cụ thể hóa nghị quyết này. Thành phố đã lập một tổ công tác để rà soát, đánh giá lại cấp độ dịch của thành phố dựa trên nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thay đổi một số biện pháp. Ngay cả trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 15 tháng 10 cũng đã viết rằng vẫn còn nhiều địa phương vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi qua chốt kiểm soát. Đến chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 10, trang VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận nhiều địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, khiến một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại vẫn còn hết sức khó khăn. Theo nghị quyết 128, Việt Nam sẽ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1, điều 1 của nghị quyết 86 vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh phòng dịch tại cửa ngõ ra vào Hà Nội vẫn hoạt động sau khi nghị quyết 128 của Chính phủ đưa ra. Chốt này vẫn ngang nhiên kiểm tra những người qua lại.
Nghị quyết 128 có đoạn rằng trường hợp các quy định hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định hướng dẫn. Sau khi tự đẻ thêm màu xanh biển, xanh lá, màu trắng, Hải Phòng lại hỏa tốc bỏ yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn lòng vòng bắt cách ly. Còn Đà Lạt trước ngày 15 tháng 10 vẫn bắt cách ly tập trung tất cả, kể cả người tiêm hai mũi vaccine. Buổi trưa vào ngày 14 tháng 10, thành phố Cảng đã đưa ra một quy định với một bảng màu kỳ lạ. Theo đó, ngoài 4 màu đỏ, cam, vàng, xanh tươi, còn có 4 vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Hải Phòng cũng có thể đẻ thêm màu xanh lá, xanh biển, thậm chí cả màu trắng. Và tương ứng với các màu được đẻ thêm này còn là một yêu cầu cách ly khác nhau. Đến tối ngày 14 tháng 10, thành phố Cảng bỏ yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy xét nghiệm nhưng lại tiếp tục đẻ thêm các quy định yêu cầu cách ly. Chẳng hạn, người đến từ vùng xanh tức là cấp độ 1, kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn phải tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên sau khi đến Hải Phòng. Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Đây là hình ảnh người dân từ tỉnh ngoại vào Thái Bình phải làm thủ tục khai báo trình giấy xét nghiệm COVID-19. Ngoáy mũi, bỏ yêu cầu ngoáy mũi nhưng vẫn phải ngoáy mũi, rất lòng vòng và khẳng định nó trái với hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong khi đó, không cần lòng vòng, Đà Lạt yêu cầu cách ly tập trung với người ngoài tỉnh tới Đà Lạt, kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đà Lạt chỉ là một thành phố cấp nhỏ. Văn bản bắt cách ly tập trung này do cơ quan cấp phòng, tức là phòng y tế thành phố Đà Lạt, ban hành. Phải đến ngày hôm nay 15 tháng 10, Đà Lạt mới ra văn bản mới nhưng vẫn yêu cầu người đến Đà Lạt từ vùng cấp độ 1, 2 thực hiện 5K, còn người đến từ vùng cấp độ 3, 4 mặc dù đã tiêm vaccine vẫn phải xét nghiệm và cách ly tại nhà 7 ngày. Câu chuyện ở Hải Phòng, một ngày hai văn bản, cái nào cũng trái nghị quyết 128, trái hướng dẫn của Bộ Y tế, hay Đà Lạt cũng đang cho thấy sự tùy tiện ở các địa phương và kiểu cách quan chức các nơi cát cứ. Một trong những mục tiêu của nghị quyết 128 chính là để chấm dứt sự tùy tiện, cát cứ và chấm dứt tình trạng mỗi nơi mỗi kiểu nhân danh chống dịch. Nhưng rồi đấy, Đà Lạt với một văn bản cấp phòng đã tống tạm trại cách ly tập trung vô pháp vô thiên. Hải Phòng thì chưa một đằng, tối lại một nẻo, cái nào cũng trái với quy định chung. Và Hà Nội, kể cả khi 128 tạm dừng thực hiện các chỉ thị 15-16, vẫn khư khư giữ chốt, khư khư yêu cầu kết quả xét nghiệm. Tàu và xe đói khách vì quy định cách ly ngặt nghèo tại Việt Nam. Đây là hình ảnh xe khách Hải Phòng vẫn nằm im, không có một người khách. Nghị quyết 128 của Chính phủ hướng dẫn tới việc tiếp giúp người dân trở lại với điều kiện bình thường mới trong đi lại liên thông giữa các tỉnh. Theo thống kê của vụ vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, dù máy bay, xe khách liên tỉnh đã khai thác thí điểm trở lại, nhưng do vắng khách, mỗi ngày có cả chục chuyến bay phải hủy. Và có gần 50 tuyến xe bus khách liên tỉnh chạy từ 1 đến 6 xe nhưng không có khách nào. Vụ vận tải cho biết hiện nay có nhiều tỉnh đang vướng mắc trong việc giả soát về tiêm phòng cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách theo quy định của quyết định số 4800 để bố trí, sắp xếp lái và bán vé xe cho hành khách. Ngoài ra, theo thống kê, vào ngày 14 tháng 10, hãng hàng không đã khai thác 12 chuyến bay khứ hồi với 1843 khách giữa các địa phương. Tuy nhiên, từ ngày 10 đến 14 tháng 10, sau 4 ngày khai thác trở lại, các đường bay nội địa vẫn xảy ra tình trạng mỗi ngày có đến chục chuyến bay phải hủy vì không có khách, nhu cầu rất ít. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 10, các chuyến bay từ Đà Nẵng đi Cần Thơ, Đắk Lắk, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau, Rạch Giá, từ Thanh Hóa đi Lâm Đồng không khai thác do quá ít khách. Với đường sắt, sau vài ngày đầu đông khách đã bắt đầu giảm dần. Theo đó, từ ngày 13 đến 20 tháng 10, tàu SE8 chạy chiều Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã bán 1.728 vé. Tuy nhiên, khách chỉ mua vé nhiều trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 10 với số lượng từ 400 giảm dần xuống 300 và 200 vé. Từ ngày 17 đến 20 tháng 10, khách mua có 136 vé và giảm đến 70 vé mỗi ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 với bản tin
Việt Nam trên bảo dưới chưa nghe, tỉnh thành vẫn nghiên cứu quy định đi lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.